Thưa quý vị, huyện đầu nguồn An Phú là địa phương chăm lo khá tốt cho gia đình chính sách trên địa bàn thông qua hình thức xã hội hóa. Hầu hết các gia đình chính sách ở huyện đều có cuộc sống ổn định, nhiều gia đình vươn lên khá giàu. Còn đây là gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ca ở xã Đa Phước. Mẹ có hai con là Phạm Văn Bé và Phạm Văn Bồng, hy sinh vào năm 1979 ở chiến trường biên giới Tây Nam. Mẹ Phạm Thị Ca đã mất và được người con trai út là Phạm Văn Bình phụng thờ. Trước đây căn nhà siêu dẹo, mái dột nhiều nơi, từ nguồn kinh phí hỗ trợ cất nhà cho gia đình chính sách và vận động xã hội hóa, căn nhà được xây cất lại khang trang. Nhà thì ở thì ngay bây giờ hoàn toàn cũng qua lành lặn rồi đó. Coi như là sửa chữa vừa rồi là hai đợt. Coi như là dừng dách này nọ với sửa đà này nó thêm phụ tiếp thêm bây giờ. Cuộc sống bây giờ nó cũng ổn, chứ không có gì. Ông Dương Văn Siêu, thương binh 4/4 ở ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Thông qua nguồn vốn hỗ trợ chính sách của địa phương và xã hội hóa, ông có chỗ ở ổn định, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất. Hiện nay ông Siêu thực hiện 3 mô hình chăn nuôi và trồng trọt với thu nhập hàng năm từ 200 đến 300 triệu đồng. Với gia đình tôi hiện nay đó, thì ngoài cái bước cái việc mà tự tạo gia đình, vợ chồng lo làm đó, và nhờ đồng tiền hỗ trợ của nhà nước trong cái nghị định 22 đó, thì cũng vươn lên là cất được cái nhà, thì cũng đã an khang, của mình cũng sống tạm thời ổn định, đỡ hơn trước đây. Huyện An Phú là một cái huyện đầu nguồn biên giới, đã phải trải qua hai cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, rồi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Cho nên ở trên địa bàn An Phú, cái số người có công, số liệt sĩ và số mẹ Việt Nam anh hùng là rất lớn. Về cái kinh tế của huyện vẫn còn là một cái huyện khó khăn. Cho nên thì cái số hộ nghèo và cận nghèo ở trên địa bàn huyện cũng còn rất lớn. Đảng bộ và nhân dân huyện An Phú đã thực hiện khá tốt cái việc chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng, và cũng làm khá tốt cái công tác chăm sóc cho các cái người nghèo và các cái đối tượng bảo trợ. Bên cạnh đó thì huyện xây dựng một cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo để hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ đột xuất cho các cái đối tượng này khi cần. Trong năm 2019, từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, huyện An Phú đã chi trợ cấp và hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Thông qua nguồn hỗ trợ này, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo có cuộc sống ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên làm giàu.